Thưa quý vị, sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát đã giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư, các bị cáo nhằm làm rõ tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định Bùi Quang Huy đã tổ chức điều hành công ty Nhật Cường thành một đường dây buôn lậu điện thoại, hàng điện tử có quy mô đặc biệt lớn, thực hiện trong một thời gian rất dài từ đầu năm 2014 đến tháng 5 năm 2019. Để thực hiện điều hành đường dây buôn lậu này, Bùi Quang Huy đã tổ chức chỉ đạo các nhân viên trong công ty Nhật Cường, từ phó tổng giám đốc đến các nhân viên khác như giám đốc bán hàng, giám đốc các ngành hàng, giám đốc tài chính, cho đến các nhân viên kế toán trưởng, nhân viên giao nhận cũng như là quản lý kho, nhân viên giao nhận tiền hàng. Đối với mỗi đối tượng tham gia đồng phạm thì đều được giao một nhiệm vụ, một việc cụ thể để vận hành đường dây buôn lậu này. Để che giấu cho hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy chỉ đạo sử dụng hai phần mềm ERP và MISA để thực hiện hai hệ thống sổ sách kế toán đối phó với các cơ quan chức năng. Công tố viên nhấn mạnh, đây là đường dây buôn lậu có tổ chức hết sức chặt chẽ, tinh vi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia. Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu đều thừa nhận hành vi phạm tội. Phần lớn luật sư đều đồng tình quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát về tội danh và khung hình phạt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến của luật sư cho rằng cần đánh giá vai trò của bị cáo Đỗ Quốc Huy tham gia đồng phạm với vai trò mờ nhạt, chỉ quản lý kho xuất nhập hàng, trong đó có hàng hóa nhập khẩu không có VAT. Về điểm này, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định Đỗ Quốc Huy biết rõ công ty Nhật Cường đang buôn lậu vì bị cáo có tham gia các nhóm chat, tư vấn giá mua hàng không VAT, trực tiếp tạo 90 đơn hàng nhập khẩu không VAT, tham gia mua hơn 80 tỷ đồng tiền hàng của 10 nhà cung cấp. Như vậy, Đỗ Quốc Huy là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu do Bùi Quang Huy điều hành. Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo đã nói lời sau cùng tại phiên tòa. Chiều ngày 10 tháng 5, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.